Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng các mối quan hệ quen biết, nhiều cá nhân đã vay mượn tiền bạc, thế nhưng sau đó lại tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm, đẩy người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn và hoàn cảnh tiền mất, nợ mang. Những vụ việc như thế này đã xảy ra khá nhiều trên thực tế. Sự cả tin của người dân, sự thiếu hiểu biết pháp luật khi thực hiện các thủ tục trong giao dịch dân sự đã tạo ra những kẽ hở để các đối tượng lợi dụng chiếm dụng tài sản của bị hại. Vụ việc cụ thể ở huyện Nông Cống sau đây là hồi chuông cảnh báo người dân cần cảnh giác trong các giao dịch dân sự vay mượn tiền, chuyển nhượng tài sản. Đầu tháng 8 năm 2015, gia đình ông Lê Hồng Thanh ở tiểu khu Đông Hòa, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống cho vợ chồng ông Lê Như Tuấn, bà Bùi Thị Bình vay 740 triệu đồng. Mục đích vay tiền của ông Tuấn đưa ra là để nộp tiền sử dụng đất cho Ủy ban dân huyện Nông Cống sau khi ông Tuấn đã trúng đấu giá 50 lô đất tại xã Trường Sơn. Đồng thời, ông Tuấn hứa sẽ chuyển nhượng cho ông Thanh 5 lô đất từ lô 10 đến lô 14 để trừ nợ số tiền đã vay. Việc vay mượn tiền giữa hai bên có giấy vay tiền thể hiện rõ nội dung này. Tại văn phòng công chứng Thành Vinh, hai bên cũng đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nội dung ông Tuấn chuyển nhượng cho ông Thanh 5 lô đất trị giá 740 triệu đồng, có đầy đủ chữ ký của vợ chồng ông Tuấn, bà Bình và ông Thanh. Ngày 12 tháng 8 năm 2015, ông Thanh đến kho bạc huyện Nông Cống để nộp tiền thuế trước bạ, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất. Ngày 14 tháng 8, ông Thanh đến văn phòng công chứng Thành Vinh để hoàn thiện nốt các thủ tục, thì được văn phòng công chứng Thành Vinh thông báo là vợ chồng ông Tuấn đã xin hủy việc chuyển nhượng đất cho ông, đồng thời ông Tuấn đã chuyển nhượng 5 lô đất trên cho một người khác. Sau khi sự việc xảy ra, ông Thanh đã nhiều lần gặp vợ chồng ông Tuấn để yêu cầu chuyển nhượng đất cho gia đình ông. Nếu không chuyển nhượng đất thì phải trả lại số tiền 740 triệu đồng, nhưng vợ chồng ông Tuấn khất lần và không trả. Về làm công chứng, văn phòng công chứng là làm xong rồi thì hai ngày sau thì Tuấn lại đổi ông xin hủy cái hợp đồng và số tiền đó là không đến giờ được không trả lại cho tôi. Giữa năm 2016, ông Lê Hồng Thanh đã làm đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra giải quyết. Quá trình cơ quan công an điều tra giải quyết vụ việc, ông Lê Như Tuấn đã trả cho ông Thanh 100 triệu đồng và hẹn đến tháng 9 năm 2016 sẽ khắc phục đầy đủ việc trả tiền hoặc bàn giao đất cho gia đình ông. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, ông Lê Như Tuấn, bà Bùi Thị Bình vẫn không trả tiền hay chuyển nhượng đất cho gia đình ông Thanh như đã hứa hẹn. Hiện ông Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương, không báo cáo chính quyền địa phương, không rõ địa chỉ nơi đến. Do vụ việc đã kéo dài quá lâu nhưng không có kết quả, ông Tuấn tiếp tục gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị giải quyết. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 11 năm 2019, cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã có công văn trả lời. Bản chất vụ việc là giao dịch dân sự, đến nay không có nội dung khác phát sinh. Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị ông khởi kiện ra tòa dân sự để được giải quyết. Đề nghị ông Lê Như Tuấn phải bồi thường lại cái số tiền mà ông đã vay tôi và ông nhận cái tiền mà chuyển giao 5 lô đất cho tôi. Trong vụ việc này, việc xác lập hợp đồng vay mượn tiền giữa ông Lê Hồng Thanh và ông Lê Như Tuấn hoàn toàn dựa trên cơ sở niềm tin. Bởi lẽ tại thời điểm ông Thanh cho vay tiền, ông Tuấn không có tài sản thế chấp mà chỉ là lời hứa hẹn sẽ chuyển nhượng 5 lô đất tại xã Trường Sơn cho ông Thanh. Tuy nhiên, niềm tin chỉ có giá trị với những người trọng chữ tín và ngay thẳng. Còn trong trường hợp này, ông Tuấn đã cố tình dựng lên một vở kịch chuyển nhượng đất để đánh lừa ông Thanh, hòng chiếm đoạt số tiền 740 triệu đồng đã vay trước đó. Việc cơ quan công an cho rằng đây chỉ là giao dịch dân sự thông thường, liệu có hợp lý và thỏa đáng khi ông Tuấn đã lập hợp đồng chuyển nhượng đất cho ông Thanh nhưng lại bán lại cho một người khác. Việc này không phải tình cờ, ngẫu nhiên mà hoàn toàn có chủ ý, được sắp xếp lên kế hoạch từ trước. Đồng thời, nếu xác định đây chỉ là giao dịch dân sự thông thường, việc giải quyết được thực hiện bằng con đường khởi kiện thì đây là hướng giải quyết hoàn toàn bất lợi cho người bị hại. Bởi hiện ông Tuấn đã bỏ trốn nên việc khởi kiện khi một bên không có mặt tại địa phương là vô cùng khó khăn, gần như không thể thực hiện. Để làm rõ những vấn đề pháp lý xung quanh các tình tiết, nội dung vụ việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Thị Hiền Lương, giám đốc công ty luật quốc tế Hoàng Nguyên, thành phố Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa luật sư, qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc thì luật sư có đánh giá về cái hành vi của ông Lê Như Tuấn, bà Bùi Thị Bình trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự không? Và nếu vi phạm pháp luật hình sự thì nó vi phạm vào những cái điều gì trong quy định của Bộ luật hình sự ạ? Hành vi của ông Lê Như Tuấn và bà vợ là bà Bình là đã có cái hành vi nhận của ông với vợ chồng nhà ông Lê Hồng Thanh cái số tiền 740 triệu và có làm cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cái mặt bằng quy hoạch của huyện Nông Cống, nhưng mà sau đó thì lại
bằng cái hình thức hợp đồng khác lại cũng chuyển nhượng cái sự quyền sử dụng đất đó cho một người khác nữa. Thì cái hành vi của vợ chồng nhà ông Tuấn như vậy là đã vi phạm pháp luật hình sự, đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 175 của Bộ luật hình sự. Hiện nay thì ông Lê Như Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương, không xác định được là đi đâu và cũng không có báo cáo với chính quyền địa phương. Vậy luật sư có đánh giá như thế nào về cái hành vi bỏ trốn khỏi địa phương của ông Lê Như Tuấn ạ? Theo cái đánh giá của chúng tôi thì cái việc mà ông Lê Như Tuấn sau khi nhận tiền của gia đình như ông Lê Thường Hồng Thanh và không trả và cố tình bỏ trốn thì đã vi phạm vào điều 175 của Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2018. Và cái hành vi bỏ trốn của ông Lê Như Tuấn là có đủ cái dấu hiệu của cái tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản công dân. Và vì vậy là hành vi này là đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái hành vi này thì cơ quan điều tra hoàn toàn có thể tiếp nhận và khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật hình sự. Qua theo dõi cái vụ việc thì luật sư có đánh giá như thế nào về cái hướng giải quyết của cơ quan có thẩm quyền trong vụ việc này ạ? Theo cái quan điểm của luật sư chúng tôi thì cái vụ việc này thì cơ quan điều tra đã trả lời gia đình ông Lê Hồng Thanh là vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết dân sự, thì chúng tôi nhận thấy là cũng chưa đúng ở cái chỗ là rõ ràng là cái hành vi của ông Lê Như Tuấn là đã bằng cái hình thức hợp đồng để nhận cái số tiền 740 triệu của gia đình nhà ông Lê Hồng Thanh, rồi sau đó đã không thực hiện đúng như cam kết. Và sau khi mà không thực hiện đúng như cam kết thì ông Lê Như Tuấn hiện nay có điều kiện để khắc phục cái hậu quả đó nhưng lại không khắc phục. Ngoài ra lại còn có cái hành vi bỏ trốn khỏi địa phương. Như vậy là cái hành vi của ông Lê Như Tuấn rõ ràng là đã vi phạm cái điều 175 của Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2018, tức là vi phạm vào tội là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Và cái hành vi này thì rõ ràng là nó đủ dấu hiệu để cấu thành tội phạm và khởi tố đối với Lê Như Tuấn về cái hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhưng mà phía cơ quan pháp luật không giải quyết thỏa đáng thì rõ ràng nó đã ảnh hưởng, nó xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của gia đình nhà ông Lê Hồng Thanh. Thưa luật sư, hiện nay thì cái việc giải quyết vụ việc đang gặp khó khăn do ông Lê Như Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vậy theo luật sư, đâu là cái hướng giải quyết vụ việc để người có hành vi vi phạm pháp luật buộc phải chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình, cũng như là bảo vệ được cái quyền lợi hợp pháp cho người có cái quyền lợi bị ảnh hưởng trong cái vụ việc này ạ? Theo quy định của cái điều 175 của Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2018 thì cái hành vi mà ông Lê Như Tuấn bỏ trốn, cái việc sự việc mà ông Lê Như Tuấn bỏ trốn là một trong những cái cấu thành để xử lý ông Lê Như Tuấn về cái hành vi là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tức là cái điều 175 Bộ luật hình sự quy định rõ là người nào có hành vi vay mượn hoặc thuê tài sản người khác hoặc nhận tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng, rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó, hoặc đến thời hạn trả tài sản mặc dù có điều kiện khả năng nhưng cố tình không trả, thì phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thì cái hành vi mà bỏ trốn của Lê Như Tuấn cũng là một cái dấu hiệu để cơ quan điều tra khởi tố Lê Như Tuấn về cái hành vi, cái tội danh này. Và chỉ có cơ quan điều tra là cơ quan giải quyết triệt để nhất để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp cho công dân cũng như là cho gia đình nhà ông Lê Hồng Thanh. Xin cảm ơn luật sư đã tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi ạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Góc nhìn luật sư. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636. Nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh. Các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội. Các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận, tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636. Kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.